Xin chào các bạn nông dân. Hôm nay mình muốn chia sẻ một sản phẩm cực kỳ hữu ích đến từ Tây Ban Nha, giúp bảo vệ cây trồng của chúng ta thật hiệu quả. Đó chính là NovaKelp, sản phẩm nổi tiếng của công ty Spain, đã được chứng minh là giúp cây trồng tăng sức đề kháng. Các bạn có bao giờ đau đầu vì cây trồng bị sâu bệnh tấn công mà không biết cách xử lý không? NovaKelp chính là giải pháp tuyệt vời dành cho bạn. Sản phẩm này được chiết xuất từ tảo biển, giúp cây trồng của bạn khỏe như trâu, chống chọi tốt hơn với thời tiết khắc nghiệt. Điều đặc biệt của NovaKelp không chỉ giúp cây khỏe mạnh mà còn giúp cây phát triển nhanh và bền vững. Cách dùng thì cực kỳ đơn giản, chỉ cần pha loãng với nước rồi phun lên cây là được. Chỉ sau vài lần sử dụng, bạn sẽ thấy kết quả rõ rệt. Mình có nghe một anh nông dân ở Tây Ban Nha chia sẻ rằng, nhờ có NovaKelp mà năng suất cây trồng của anh tăng lên đáng kể. Cây không chỉ xanh tốt mà còn ít bị bệnh hơn hẳn. Thật sự là một sản phẩm không thể thiếu cho việc chăm sóc cây trồng của chúng ta. Nếu bạn tò mò và muốn tìm hiểu thêm, hãy ghé thăm website của chúng mình tại Dear Plant Ven nhé. Ở đó, bạn sẽ tìm thấy đầy đủ thông tin về sản phẩm cũng như cách sử dụng sao cho hiệu quả nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hy vọng với NovaKelp, các bạn sẽ có một mùa vụ bội thu và thành công rực rỡ. Đừng quên nhấn like và theo dõi kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích về nông nghiệp nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.